Fan One Piece chưa chắc đã biết điều này, phần 6, sinh vật mạnh nhất thế giới, Tứ hoàng Kaido Bách thú được xem là sinh vật mạnh nhất One Piece, vì là Tứ hoàng đến sức mạnh của hắn vô cùng khủng khiếp, năng lực đầu tiên đến từ trái ác quỷ Uo Uo Nobi. nó cho phép người dùng biến thành rồng và có sức chịu đựng vô cùng châu bò, năng lực thứ hai đó chính là ông đã thuần phục ba loại haki trình độ haki của ông cũng ở mức cao nhất. Số tiền truy nã của ông hiện giờ là 4 tỷ 610 1 triệu 100 nghìn belly. nhưng lúc nhỏ mới chỉ 10 tuổi ông đã là chiến binh mạnh nhất tại vương quốc Vodka, lên 13 tuổi vì bản tính phá hoại. Nên Kaido đã bị vua của Vodka giao nộp cho hải quân, vì bản tính máu chó nên hắn đời nào để người khác sai khiến mình, vì vậy hắn đã phá hủy con tàu áp giải và trốn thoát. Kể từ đó hắn đã trở thành tội phạm nguy hiểm và có mức truy nã đầu tiên con số lên đến 70 triệu belly, sức mạnh của hắn kinh khủng tới mức La Phi phải thức tỉnh ghi năm mới đánh bại được